Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ cởi rank cho Cross nha. Cross mình đang rank kỳ cương 3 5 sao rồi, chỉ cần trận cuối này lên là kỳ cương 4 rồi anh em ạ. Và đang chuỗi 3 hay chuỗi 4 gì đó. Cũng khá là được, không biết được cộng 2 sao, cộng 2 sao thì nó nhàn hơn anh em ạ. Bắn khá là thích. Trời ơi, chưa gì mấy ông này bắn căng quá. Ui giời, lâu không bắn M500 bắn cũng vào đầu lỗi. Ui giời, mày vừa bắn tao con lợn này. Anh ra đạn ra vào đầu. Alo, chị nhận lời anh em ơi. Nào mày ra đây, mày ra đây. Con lợn này. Ui, gạt. Á đù, quả đấy thật tâm đại luôn anh em ạ. Áo thật đấy. Trời ơi, ui giời. Chùm lục bạc ra tay, đẳng cấp luôn. Thôi không linh tinh liên thuyền nữa. Bye bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Double kill.